Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người một dự án Remuni để tham gia mở clip phần liên mô tả. Rồi, khi tham gia dự án, các bạn sẽ nhận được 300 token RMR. Một token này đã list trên CoinMarketCap nha các bạn. Rồi, các bạn... bấm Start này. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn xin up website này. Bạn vào đăng ký website nữa nghe không? Nhiệm vụ thì các bạn đến tên anh. Nhiệm thứ hai các bạn nên đi chi email của tất cả các bạn vào các bạn. Rồi bắt buộc thì các bạn tự đặt các bạn. Rồi các bạn bấm vào sign up các bạn. This is username. Phải không ạ? Đây mình đã có tài khoản rồi, mình đăng nhập tất cả ra. Còn các bạn không có tài khoản thì các bạn đăng ký một cái tài khoản rồi các bạn nhập vào config nha các bạn. Rồi các bạn đăng ký xong các bạn đáp lệnh các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn vô nhóm chat này các bạn. Một token này bằng 0.009 giá khá là thấp nha các bạn. Nên mình cố gắng làm dự án này nên chờ token nó sẽ lên mình sẽ bán ngay tất cả các bạn. Rồi các bạn chọn nhau các bạn. Rồi theo word thì các bạn follow 2-3 kênh theo word nè. Này follow và retweet nè. Các bạn like nè, các bạn tweet nè. Rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn follow theo word nữa nè. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like và tweet cái nữa nè. Rồi các bạn cũng follow cái fanpage nó các bạn. Rồi các bạn theo dõi. Rồi các bạn bắt đáp đi. Rồi các bạn bấm nhận nút submit tên nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email các bạn đăng ký trên cái website của nó nha các bạn. Rồi các bạn gửi đường link profile username của mình cho tất cả các bạn. Các bạn chạy xíu nha các bạn. Rồi các bạn nhấn vào ba chữ trên đầu, các bạn nhấn vào chia sẻ nè. Các bạn sẽ giúp nhau khai như tạm nha tất cả các bạn. Rồi các bạn cho mình bắt vô đây nè. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi. Rồi bấm done nha các bạn. Rồi các bạn mở dùng mở địa chỉ EC, mở chocolate, mở chocolate các bạn người đi nhắc cho nó các bạn. Chạy những token nào dự án nào cho token free dù giá bao nhiêu các bạn cũng cố gắng làm dự án các bạn. Dòng chơi coi này mình không biết đường được các bạn. Rồi các bạn gửi các bạn. Rồi bấm done các bạn. Rồi bấm Z nha bạn. Rồi các bạn lấy liên kết chia sẻ cho bạn bè những người thân để kiếm thêm token các bạn. Vậy video đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.